Phiên tòa xem xét kháng cáo của gia đình bé gái bị dì ghẻ bạo hành đến tử vong, thu hút dư luận. Sáng nay ngày 28 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang, sinh năm 1995, quê ở Gia Lai, sát hại con riêng của người tình. Sau phần công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử, hội đồng xét xử đã nghe thư ký phiên tòa báo cáo những người tham gia tố tụng. Theo thư ký phiên tòa, đại diện bị hại của vụ án có đơn xin xét xử vắng mặt. Người làm chứng vắng mặt không có lý do. Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái có đơn xin xét xử vắng mặt, một trong hai giám định viên có mặt tại phiên tòa. Tại phiên tòa, trả lời hội đồng xét xử về việc vắng mặt của một số người tham gia tố tụng nêu trên, bị cáo Thái và Trang cùng nói không có ý kiến gì. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao TP.HCM có mặt tại phiên tòa cũng nói không có ý kiến. Hội đồng xét xử hội ý tại chỗ và đưa ra quyết định cho phiên tòa tiếp tục. Hội đồng xét xử, việc vắng mặt một số người tham gia tố tụng không ảnh hưởng đến quá trình xét xử. Đến 8:30, hội đồng xét xử phúc thẩm tóm tắt lại nội dung vụ án mà bản án sơ thẩm Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên ngày 25 tháng 11. Trước khi phiên tòa bắt đầu, khoảng hơn 6 giờ cùng ngày, hàng chục phóng viên các cơ quan báo chí có mặt trước cổng Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM để chuẩn bị làm thủ tục tham gia phiên tòa. Đây là vụ án được xét xử công khai, tuy nhiên do phiên tòa thu hút dư luận, nhiều cơ quan báo chí đăng ký tham gia. Tòa án đã cho báo chí đăng ký danh sách tác nghiệp trước để tòa tiện tổ chức xét xử. Từ sáng sớm, hai chị em bà Đặng Thị Lan, 71 tuổi, ngụ ở quận 4, đã có mặt tại cổng để đợi tham gia xét xử. Bà Lan cho biết mong phiên tòa hôm nay xử nghiêm khắc đối với hành vi của bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái. Hành vi của Thái không còn tính người và mong pháp luật hãy xử lý nghiêm, bà Lan nói. Trong khi đó, bà Liên, 68 tuổi, em gái bà Lan cũng cho biết, ngoài hành vi hành hạ người khác và che giấu tội phạm, bị cáo Thái nên bị xử thêm về hành vi giết người. Ghi nhận của Tiền Phong, rất đông lực lượng cảnh sát cơ động, công an túc trực tại cổng phiên tòa để đảm bảo an ninh trật tự. Đến khoảng 7:20 sáng, xe của cảnh sát tư pháp dẫn giải các bị cáo xuất hiện tại khuôn viên tòa án. Thời điểm này, tòa án vẫn chưa làm thủ tục cho báo chí vào khuôn viên và phòng xử án. Hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm do thẩm phán Hoàng Minh Thịnh làm chủ tọa, cùng hai người thẩm phán Nguyễn Văn Hùng, Trần Xuân Minh. Tòa cũng đã triệu tập hai giám định viên là trung tá bác sĩ Nguyễn Châu Vinh và đại úy bác sĩ Nguyễn Hồng Nam, cùng là giám định viên thuộc phòng kỹ thuật hình sự công an TP.HCM, có 5 người làm chứng được hội đồng xét xử triệu tập tham gia phiên tòa phúc thẩm. Phiên tòa phúc thẩm được mở vì bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân TP.HCM có kháng cáo của gia đình bị hại. Hai bị cáo trong vụ án là Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái không kháng cáo. Đơn kháng cáo của bị hại cho rằng bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái là cha đẻ, trực tiếp chăm sóc cho bé Vân Anh bị hại. Thái đã thống nhất ý chí thì mới cùng bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang sử dụng vũ lực bằng tay, chân và hung khí nguy hiểm đánh bé Vân An. Nếu bị cáo Thái không đồng ý thì Trang cũng không có cơ hội bạo hành bé Vân Anh đến tử vong. Do đó, phía bị hại cho rằng bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái phạm tội và cũng phải bị xét xử về tội giết người. Tại bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên hồi tháng 11 năm 2022, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị tuyên tử hình về tội giết người và 3 năm tù về tội hành hạ người khác. Tổng hình phạt là tử hình. Nguyễn Kim Trung Thái sinh năm 1985, ngụ quận 1 TP.HCM, 3 năm tù cho tội hành hạ người khác và 5 năm tù tội che giấu tội phạm, tổng hợp là 8 năm tù.